vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng, bị cướp 500 triệu đồng, công an thu thập nhiều chứng cứ quan trọng. Nhân vật môi giới hối lộ rồi bỏ trốn trong vụ chuyến bay giải cứu là ai? Thực hư vụ việc cụ ông ở thành phố Hồ Chí Minh mất gần 15 tỷ sau khi nghe cuộc gọi lạ. Đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 8 nhận tiền tỷ ngoài luồng. Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin nóng trên kênh YouTube Báo Điện Tử Dân Việt. Vừa rồi là những tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thông tin mới nhất liên quan đến vụ việc một đối tượng mang theo súng cướp một chi nhánh ngân hàng Viettin Bank tại thành phố Đà Nẵng. Ngay sau khi vụ cướp diễn ra, lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã có mặt tại hiện trường vụ án để tiến hành các bước điều tra, khám nghiệm hiện trường. Theo đó, đến khoảng 15 giờ ngày 20 tháng 4, các lực lượng chức năng đã hoàn tất việc lấy chứng cứ, dấu vân tay của đối tượng tại hiện trường. Đồng thời tại đây, theo những thông tin được nhân chứng là các nhân viên ngân hàng có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ cướp xảy ra, công an xác nhận tên cướp đã lấy đi số tiền khoảng 500 triệu đồng. Ngay sau khi hoàn tất các thủ tục nhận dạng đối tượng, lực lượng cảnh sát hình sự công an Đà Nẵng phối hợp với công an các quận huyện và các đơn vị nghiệp vụ đồng loạt tổ chức các tổ truy bắt đối tượng gây án. Như đã thông tin trước đó, khoảng 11 giờ 15 phút ngày 20 tháng 4, một thanh niên mặc áo chống nắng tối màu, có mũ trùm đầu và quần jean màu xanh, mang khẩu trang, dựng xe trước chi nhánh ngân hàng Viettin Bank số 1 Đống Đa, phường Thạch Thang, quận Hải Châu rồi đi vào bên trong. Lúc này chi nhánh có một bảo vệ và 5 nhân viên đang làm việc. Người đàn ông tiến đến quầy giao dịch, rút súng chỉ vào các nhân viên ngân hàng đe dọa, yêu cầu đưa tiền và bỏ vào túi do nghi phạm chuẩn bị sẵn. Bảo vệ ngân hàng ấn công tắc hạ cửa cuốn ra vào với ý định không cho nghi phạm thoát ra ngoài và thực hiện báo động. Thấy vậy, người đàn ông cầm lấy túi đựng tiền, chạy đến ngắt cầu giao điện để cửa cuốn dừng lại, đồng thời hạ người xuống khoảng trống dưới cửa cuốn chạy ra ngoài và lên xe máy tẩu thoát. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về vụ việc trong các bản tin tiếp theo. Cập nhật thông tin liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Thưa quý vị, trong phiên tòa xét xử, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã hoàn tất công khai cáo trạng, ra quyết định truy tố 54 bị can trong vụ án này với nhiều tội danh khác nhau. Đáng nói, vẫn còn một bị can bị xác định có hành vi môi giới hối lộ nhiều tỷ đồng đang bỏ trốn. Do vậy, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra xử lý sau. Cụ thể, đối tượng Trần Thị Hà Liên bị khởi tố về tội môi giới hối lộ theo Điều 356 Bộ Luật Hình sự. Tuy nhiên, do bị can bỏ trốn chưa bắt được, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và tách vụ án để điều tra, xử lý sau. Đối với một số đối tượng khác trong vụ án có dấu hiệu vi phạm, tội phạm, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an sẽ tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2 theo quy định pháp luật. Theo cáo trạng, từ tháng 9 năm 2020 đến tháng 1 năm 2022, bị can Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đã nhận hối lộ 253 lần của 18 cá nhân và 62 đoàn khách lẻ khác với tổng số tiền hơn 42,6 tỷ đồng. Trong đó, ngày 19 tháng 4 năm 2021, ông Kiên đã nhận qua chuyển khoản 4 lần, tổng số tiền 1 tỷ đồng của Trần Thị Hà Liên để giúp doanh nghiệp của Liên được chấp thuận cấp phép các chuyến bay. Tương tự, tháng 11 năm 2021, Trần Thị Hà Liên đặt vấn đề nhờ Vũ Sĩ Cường, cán bộ phòng tham mưu, thành viên tổ tham mưu, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh Bộ Công an, xin cấp phép 4 chuyến bay combo cho công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sky One, công ty Sky One, đưa khoảng 700 khách về nước. Liên đã thỏa thuận với Cường về chi phí xin xét duyệt, cấp phép chuyến bay là 7 triệu đồng một khách. Sau đó, Vũ Sĩ Cường đã liên hệ, đặt vấn đề nhờ Lê Thị Ngọc Anh, nhân viên vụ lễ tân, Văn phòng Trung ương Đảng, giúp với thỏa thuận chi phí là 300 triệu đồng một chuyến bay. Thực hiện thỏa thuận, Trần Thị Hà Liên đã chuyển vào tài khoản của Vũ Sĩ Cường số tiền hơn 4,5 tỷ đồng, tương ứng với 7 triệu đồng một khách. Vũ Sĩ Cường đã đưa cho Lê Thị Ngọc Anh số tiền là 1,2 tỷ đồng, chiếm hưởng hơn 3,3 tỷ đồng, nhưng không báo cáo Trần Văn Dự, Phó Cục trưởng, và Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng, Tổ trưởng Tổ giúp việc. Thưa quý vị, thời gian gần đây, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ án lừa đảo bằng công nghệ cao. Đáng nói, các đối tượng này còn vô cùng liều lĩnh khi sử dụng video call để dễ dàng lấy được lòng tin của nạn nhân. Mới đây, một vụ việc lừa đảo có tính chất đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Nạn nhân là một cụ ông 71 tuổi, bị kẻ gian lừa mất số tiền tiết kiệm gần 15 tỷ đồng. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Ngày 20 tháng 4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra theo đơn trình báo của ông DTL, sinh năm 1952, ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh, về việc bị lừa mất gần 15 tỷ đồng. Trước đó, sáng 17 tháng 4, ông L nhận được cuộc gọi xưng là cán bộ công an thông báo ông liên quan tới đường dây tội phạm. Sau đó, cán bộ công an gọi video call thì ông L nhìn thấy mặc sắc phục công an kèm theo lệnh bắt giam ông. Tiếp đến, cán bộ công an thông báo chuyển cuộc gọi cho lãnh đạo Bộ Công an. Ít phút sau, ông L nhận được cuộc gọi khác xưng là cục trưởng của một cục thuộc Bộ Công an. Cục trưởng cũng gọi video call nói ông L dính vào vụ án tội phạm về kinh tế và cần xác minh số tiền trong tài khoản ngân hàng. Sau đó, các đối tượng yêu cầu ông L chuyển tiền vào tài khoản chỉ định để xác minh, nếu tiền sạch sẽ hoàn trả cho ông. Hoảng sợ, ông L ra ngân hàng chuyển 6 tỷ đồng cho cục trưởng. Sau đó, cán bộ công an yêu cầu ông phải đi mua điện thoại, SIM mới đăng ký với ngân hàng. Đồng thời, đối tượng dặn phải làm theo hướng dẫn, cài app Cổng Thông tin Điện tử Bộ Công an để khai báo họ tên, căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, tên đăng nhập, mật khẩu. Ngày 18 tháng 4, sau khi nhận được điện thoại của cục trưởng, ông L tiếp tục ra ngân hàng chuyển tiếp hơn 8 tỷ đồng. Chuyển gần 15 tỷ đồng nhưng không thấy cục trưởng liên hệ lại, ông L cùng gia đình đi báo công an. Tiếp tục là một tin tức liên quan đến các sai phạm trong lực lượng đăng kiểm. Sáng ngày 20 tháng 4, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Mai Công Hưng, đăng kiểm viên chi cục đăng kiểm số 8 về hành vi nhận hối lộ. Theo đó, đối tượng Mai Công Hưng đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao là đăng kiểm viên tiến hành đăng kiểm các phương tiện đường thủy nội địa, đã nhận trên 1 tỷ đồng của các chủ sở hữu, người quản lý, điều hành phương tiện để bỏ qua một số quy trình, quy định về đăng kiểm, nhằm giải quyết nhanh, thủ tục đơn giản, kiểm định đạt theo yêu cầu của người đưa tiền. Trung bình mỗi lần đăng kiểm, Hưng nhận được 2 triệu đồng. Trước đó vào tối mùng 10 tháng 4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ phối hợp Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp tiến hành thực hiện khám xét nơi làm việc của các đăng kiểm viên tại chi cục đăng kiểm số 8, địa chỉ 138B1, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam để thu thập thêm tài liệu chứng cứ, điều tra hành vi sai phạm. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Cần Thơ đã phát hiện dấu hiệu sai phạm liên quan đến các đăng kiểm viên của chi cục đăng kiểm số 8. Khi tiến hành kiểm tra, kiểm định phương tiện thủy nội địa xong, thường nhận tiền cao hơn định mức của các chủ phương tiện thủy. Xác định có dấu hiệu của tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội nhận hối lộ. Công an thành phố Cần Thơ kêu gọi những chủ phương tiện đã chi tiền ngoài quy định cho đăng kiểm viên nhanh chóng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Cần Thơ, địa chỉ tầng 2, số 71 đường Trần Phú, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, hoặc liên hệ số điện thoại 069 367 2215 để chủ động trình báo, hỗ trợ công tác điều tra và hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật. Chuyển sang các tin tức tiếp theo. Thưa quý vị, liên quan đến những lùm xùm xoay quanh vấn đề tiền bảo hiểm xã hội xảy ra trong thời gian gần đây, mới đây tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được hàng trăm đơn tố cáo từ người dân trên địa bàn. Cụ thể, trong đơn tố cáo, người dân tố Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã liên kết với bảo hiểm Manulife để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của khách hàng. Sáng ngày 20 tháng 4, hàng trăm người đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để tố cáo SCB liên kết với bảo hiểm Manulife có dấu hiệu chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Ghi nhận của phóng viên Dân Việt, khoảng 9 giờ sáng, hàng trăm người tập trung đối diện, sau đó xếp hàng trước Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh để chờ nộp hồ sơ tố cáo lúc gần 11 giờ. Chị Quang Tuyết My, trú tại quận Tân Bình cho biết, đang rất mong Công an thành phố Hồ Chí Minh có động thái mới sau khi chị cùng hàng chục nạn nhân của SCB và công ty Manulife đã nộp đơn tố cáo. Theo chị My, hành vi được thực hiện thông qua việc tư vấn gói đầu tư Tâm An Đầu tư, chuyển tiền gửi tiết kiệm của khách hàng từ SCB sang đầu tư gửi tiết kiệm tại công ty Manulife với cam kết sinh lợi nhuận cao. Sau đó khách hàng phát hiện đây thực chất là hợp đồng bảo hiểm nhân thọ chứ không phải hợp đồng gửi tiết kiệm. Khi khách hàng có nhu cầu rút tiền thì không thực hiện được. Chị Hát ngụ tại quận 10 cho biết, chị được mẹ ruột ủy quyền để làm đơn tố cáo những nội dung liên quan đến việc SCB liên kết với công ty Manulife có hành vi chiếm đoạt tiền. Sáng nay, chị Hát cùng với hàng trăm người khác đã củng cố hồ sơ để nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận 34 bộ hồ sơ từ khách hàng tố cáo phản ánh về việc đi gửi tiền tiết kiệm SCB nhưng được hô biến sang công ty Manulife Việt Nam hôm 17 tháng 4. Cơ quan này đã thụ lý hồ sơ, chuyển cơ quan có thẩm quyền xem xét xử lý. Nguồn tin của phóng viên Dân Việt xác nhận. Chuyển sang thông tin trong lĩnh vực y tế. Thưa quý vị, thời gian gần đây, tình hình dịch COVID-19 đã có những diễn biến vô cùng phức tạp, khiến người dân lo lắng về một đợt bùng phát dịch mới có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, lợi dụng tâm lý hoang mang lo sợ của người dân, một số đối tượng đã cố ý lan truyền những thông tin giả, thông tin sai sự thật, liên quan đến COVID-19 gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng chống dịch. Mới đây nhất có thể kể đến thông tin cập nhật 12 điểm nóng tại thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội sẵn sàng phương án dạy học trực tuyến khi có học sinh mắc COVID-19 là những thông tin sai sự thật đã được lan truyền. Ngay sau khi xuất hiện những thông tin này, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội đã tức tốc có thông báo bác bỏ. Trước những sự việc nêu trên, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế cho biết, Việt Nam là một đất nước và có quy định rõ ràng về phát ngôn và rất minh bạch đối với thông tin về dịch bệnh. Chính vì vậy, những thông tin chưa mang tính khẳng định sẽ không được thông báo. Còn việc tung thông tin giả, thông tin sai sự thật lên mạng xã hội thì không chỉ riêng vấn đề về dịch bệnh, mà từ lâu đã là câu chuyện của cả các lĩnh vực khác. Tuy nhiên, có thể nhận thấy, tin giả liên quan đến dịch COVID-19 không chỉ làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng xã hội, mà còn tạo ra nhiều tác động tiêu cực ở những mức độ khác nhau đối với công tác phòng chống dịch. Do đó, ngăn chặn, đẩy lùi tin giả là yêu cầu luôn mang tính cấp thiết đối với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 hiện nay. Để đẩy lùi tình trạng này, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp Sự kiện Y tế Công cộng Việt Nam cho rằng, ngoài việc cơ quan chức năng như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an và các cơ quan liên quan cần vào cuộc để đẩy lùi, ngăn chặn thông tin giả, thì việc đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân là điều vô cùng cần thiết. Cần tuyên truyền và hướng dẫn cho người dân những kỹ năng để nhận biết thông tin không đúng trên không gian mạng. Khi tiếp cận thông tin trên không gian mạng, người dân cần bình tĩnh, tỉnh táo, sàng lọc thông tin, tự trang bị kiến thức về pháp luật, xã hội và nhận diện rõ các thông tin xuyên tạc giả mạo. Cần xem các tin tức về dịch bệnh từ các báo hay kênh truyền hình chính thống, từ nguồn thông tin của Bộ Y tế. Bên cạnh đó, cần tuyên truyền rõ về việc chia sẻ, phát tán, bịa đặt thông tin sai sự thật là hành vi vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nghiêm minh, thậm chí có thể xử lý hình sự với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng. Ngoài ra, khi những thông tin giả bị phát tán, thì cơ quan chức năng cũng cần nhanh chóng vào cuộc để bác bỏ và xử lý triệt để ngay, tránh gây tâm lý hoang mang cho người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu đưa ra giải pháp. Liên quan đến chế tài xử phạt những đối tượng lan truyền thông tin sai lệch về dịch COVID-19, Thạc sĩ luật sư Hoàng Thị Hương Giang, Văn phòng Luật sư Chính pháp, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội cũng cho biết, dưới góc độ pháp lý, Luật An ninh mạng năm 2018 đã quy định rõ về việc nghiêm cấm hành vi sử dụng không gian mạng để thông tin sai sự thật, gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại cho hoạt động kinh tế xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân khác theo quy định tại điểm D, khoản 1, điều 8 luật này. Do đó, mọi hành vi đăng tải thông tin không đúng sự thật về tình hình dịch bệnh trên không gian mạng đều là hành vi vi phạm pháp luật và tùy từng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi thì người vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Cụ thể, về chế tài xử phạt hành chính thì theo điểm A, khoản 1, điều 101, Nghị định số 15/2020 NĐ-CP ngày 3 tháng 2 năm 2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử, thì đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang trong nhân dân, chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì sẽ bị phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Ngoài ra, người vi phạm còn buộc gỡ bỏ thông tin không đúng sự thật theo quy định. Về chế tài xử lý hình sự, người nào thực hiện hành vi đưa lên mạng máy tính, mạng viễn thông những thông tin trái với quy định của pháp luật, thu lợi bất chính từ 50 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây dư luận xấu, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức cá nhân, thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, theo quy định tại Điều 288 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tùy từng tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, thì người vi phạm có thể đối mặt với hình phạt cao nhất lên đến 7 năm tù, theo quy định của khoản 2 điều luật này. Trước tình trạng trên, tôi cho rằng người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội, chọn lọc những thông tin chính thống của các cơ quan chức năng để nắm bắt thông tin chính xác về dịch bệnh COVID-19, đồng thời không đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng, thông tin không đúng sự thật. Ngoài ra, nếu phát hiện những thông tin không đúng sự thật bị xuyên tạc trên mạng xã hội, thì người dân cũng cần kịp thời phản ánh với cơ quan chức năng để ngăn chặn sự lan truyền các thông tin này, tránh gây ảnh hưởng xấu đến công tác phòng chống dịch. Thạc sĩ, luật sư Hoàng Thị Hương Giang nhấn mạnh. Phần cuối của bản tin như thường lệ là những tin tức mới nhất về nông nghiệp. Thưa quý vị, người phụ nữ ngày nay đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nhiều tổ chức và các công tác đoàn thể. Để không ngừng đề cao giá trị của người phụ nữ, rất nhiều những phong trào đã được phát động trong hội viên phụ nữ. Mới đây, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Phú Yên, tỉnh Sơn La đã phát triển phong trào văn nghệ, thể thao để chị em hội viên được rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng công tác hội. Đáng nói, giải đấu bóng đá là một trong các phong trào được hưởng ứng nhiệt liệt. Hàng chục chị em tham gia, thể hiện tài năng và thi đấu hết mình đã khiến các anh em một phen mở mang tầm mắt. Cùng với việc chăm lo xây dựng tổ chức hội vững mạnh, thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Phú Yên luôn quan tâm, khuyến khích cán bộ hội viên phụ nữ tích cực tham gia phong trào văn hóa văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao để rèn luyện sức khỏe, tăng cường đoàn kết, nâng cao chất lượng hoạt động công tác hội. Xác định hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có tầm quan trọng trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân nói chung và hội viên phụ nữ nói riêng. Trong những năm qua, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ hội viên phụ nữ luôn được Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện quan tâm với nhiều hình thức đa dạng phong phú, thu hút được sự tham gia của đông đảo cán bộ hội viên. Nghị quyết Đại hội Phụ nữ huyện Phú Yên khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đưa ra chỉ tiêu mỗi cơ sở hội duy trì thường xuyên ít nhất một loại hình hoạt động để vận động phụ nữ nâng cao kiến thức, trau dồi đạo đức, rèn luyện sức khỏe, gắn với thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thông qua việc phát động, mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp để luyện tập hàng ngày. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cũng đã tạo cái không khí vui tươi, phấn khởi, khích lệ cái tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cái cán bộ hội viên phụ nữ. Đồng thời tham gia các cái hoạt động câu lạc bộ rồi mô hình thì cũng đã giúp chị em có điều kiện để tăng cường sự giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm và cũng là nơi để hội có thể gắn kết hoặc là lồng ghép tuyên truyền vận động phụ nữ thực hiện các cái chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các cái phong trào thi đua, cuộc vận động do hội phát động. Thực hiện cuộc vận động, mỗi phụ nữ lựa chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để luyện tập hàng ngày. Các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Huy Bắc đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hội viên tham gia luyện tập, thi đấu thể dục thể thao, rà soát đánh giá các mô hình, câu lạc bộ thể dục thể thao đang hoạt động để lựa chọn mô hình hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương đơn vị, khuyến khích thành lập các câu lạc bộ thể thao phù hợp hoạt động theo phương thức tự quản tự túc, đẩy mạnh xã hội hóa, tổ chức nhiều giải thể thao để các cơ sở hội được giao lưu, học hỏi lẫn nhau. Cùng với phong trào luyện tập thể dục thể thao, các hoạt động văn hóa văn nghệ cũng được Hội Phụ nữ xã Huy Bắc quan tâm triển khai. Hiện nay, toàn hội đã xây dựng được 7 đội văn nghệ, 7 đội bóng đá, bóng chuyền hơi, thu hút trên 1.000 lượt hội viên tham gia. Nếu như những năm trước, các mô hình văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chỉ mới tập trung vào một số bộ môn truyền thống là cầu lông, kéo co, dưỡng sinh, thì nay đã thành lập mới nhiều mô hình hiện đại phù hợp với từng đối tượng phụ nữ như bóng đá, yoga, aerobic, dân vũ, bóng chuyền hơi được chị em hội viên duy trì tập luyện thường xuyên, tổ chức giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm vào các dịp lễ Tết, tạo không khí vui tươi phấn khởi, khích lệ tinh thần rèn luyện, nâng cao sức khỏe trong cán bộ hội viên phụ nữ. Trong những năm gần đây, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao xã Huy Bắc phát triển lên một mức rất là cao, đặc biệt là tinh thần thể thao của các cơ sở, các chị em, các chi hội đều có đội hoạt động tập thể dục thể thao thường xuyên, đặc biệt là bóng chuyền hơi và bóng đá nữ. Thì chị em luôn là quan tâm và luyện tập thường xuyên. Đặc biệt là chúng tôi đã tổ chức cho toàn thể chị em cũng như là thu hút bà con trong xã Huy Bắc ạ. Tại xã Mường Cơi, phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ hội viên được cấp ủy chính quyền và Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quan tâm thực hiện. Hàng năm, xã đều tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ xã bố trí nguồn kinh phí nhất định và kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân và cán bộ hội viên nhân dân trong xã để tổ chức các đêm giao lưu văn nghệ, các giải thể thao như bóng đá nữ, bóng chuyền hơi nữ, giải cầu lông, thu hút đông đảo hội viên phụ nữ và nhân dân hưởng ứng tham gia. Trong những năm vừa qua thì phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Cơi luôn được quan tâm và chú trọng và đặc biệt đã được các chị em hưởng ứng rất là nhiệt tình. Và phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao của xã ngày một phát triển rộng khắp và được đông đảo quần chúng nhân dân cũng như là chị em cán bộ hội viên phụ nữ đồng tình hưởng ứng và tham gia rất là tốt, cùng nhau tập luyện và tạo cái sân chơi cho chị em có một tập luyện và tham gia thi đấu để mang tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Việc triển khai sâu rộng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của Hội Phụ Nữ các cấp trên địa bàn huyện Phú Yên đã giúp cán bộ hội viên hình thành thói quen nhu cầu được luyện tập, nâng cao sức khỏe để sống tinh thần, sống tích cực, năng động hơn. Đối với tổ chức hội, đây cũng là một trong những hình thức hiệu quả thu hút tập hợp hội viên tham gia sinh hoạt, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Đến nay, 100% các cơ sở hội đã thành lập và duy trì các đội văn nghệ, đội thể thao, duy trì hoạt động tập luyện, thi đấu, giao lưu sôi nổi tại cơ sở. Để tiếp tục thúc đẩy cái hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở, thì trong thời gian tới, thì Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở là bám sát nghị quyết Đại hội Phụ nữ các cấp, đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền vận động phụ nữ thường xuyên tham gia các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức các cái hoạt động tuyên truyền để góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho phụ nữ và xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới. Đồng thời cũng thu hút hội viên tham gia sinh hoạt hội và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Từ những kết quả đạt được, thời gian tới, các cấp hội phụ nữ trong huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các cấp hội, hội viên phụ nữ về ý nghĩa của việc duy trì hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, từng bước đưa phong trào ngày càng phát triển sâu rộng, tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa các xã thị trấn nhằm giúp trẻ em có sân chơi bổ ích lành mạnh, phát huy được năng khiếu sở trường của các hội viên. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Nếu quý vị có bất cứ ý kiến gì muốn chia sẻ, hãy để lại ngay dưới phần bình luận cho chúng tôi được biết. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!